và đầu bếp Văn Thành kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Anh Thành ơi, em phải công nhận là nền ẩm thực rất là phong phú và đa dạng nha. Ông bà mình cũng có nói mùa nào thức ấy, cho nên là mùa đông lạnh nè, thì con người tạo ra những món ăn ấm nóng giúp cho cơ thể mình ấm áp hơn. Còn mùa hè nóng bức thì lại có buffet mùa hè giúp cơ thể thanh mát, đúng không Thành? Đúng rồi, chúng ta phải biết lắng nghe cơ thể để mà thích ứng. Quý vị và Tuyết Vinh biết không, mùa hè thì tuy trời nóng nhưng mà được thiên nhiên ban tặng rất là nhiều loại rau củ quả phong phú, nên chúng ta dễ dàng kết hợp để tạo nên những món ăn thanh mát giải nhiệt cho cơ thể. Chà, nói vậy không chừng ngày hôm nay anh Thành sẽ có một món salad rau củ quả thập cẩm quá. Ngày hôm qua mình đã ăn sò huyết tứ xuyên à, thì chắc chắn ngày hôm nay phải là món rau củ quả rồi đó. Nhưng mà Tuyết Vinh đoán đúng một phần thôi. Món ăn ngày hôm nay rất là độc đáo, thú vị, lạ miệng và ăn rất là ngon, nhưng mà chế biến chỉ trong tích tắc thôi. Dạ, vậy đó là món gì? Anh mau bật mí đi anh. Salad. Ủa vậy em đoán đúng mà. Ừ, Tuyết Vinh đoán đúng chữ salad nè. Món salad ngày hôm nay không phải là món salad rau củ quả thập cẩm mà Tuyết Vinh đã đoán nha, mà là món salad khoai tây kiểu Nhật. Để chuẩn bị món salad khoai tây kiểu Nhật, chúng ta cần 3 củ khoai tây gọt vỏ khoảng 600g, dưa leo Nhật, hành tây, thịt heo xông khói, mù tạt vàng, một số gia vị thông thường và sốt mayonnaise Aji Mayo. Anh Thành ơi, cho em hỏi chút xíu nha, tại sao mình gọi món ăn này là salad khoai tây kiểu Nhật ha anh? Bởi vì món ăn này có vị thanh mát mà ta thường thấy ở các món ăn từ Nhật. À, và chỉ trong tích tắc thôi, Tuyết Vinh sẽ được thưởng thức món ăn này nha. Cảm ơn anh Thành, em đang chờ đợi đến giây phút cuối cùng đây. Bây giờ thì anh em mình bắt đầu sơ chế nguyên liệu đi. Khoai tây này đã gọt vỏ sẵn, bây giờ chúng ta sẽ cắt miếng nhỏ. Cái khoai tây này xong nè, mình phải ngâm qua chút nước để cho nó nhả bớt nhựa của khoai đi. Bây giờ mình sẽ cho vào khoai tây một muỗng canh nước nè. Chỉ một muỗng canh thôi hả? Muỗng canh thôi. Một muỗng cà phê hạt nêm từ xương, ai xin ngon. Khi mình đã cho gia vị vào như thế này rồi á, thì chỉ cần cho vào lò vi sóng, bấm chế độ microwave 5 phút. Mình sẽ làm chín khoai tây bằng lò vi sóng hả anh Thành? Chúng ta sử dụng lò để bấm khoai tây thì khoai tây sẽ chín nhanh, thơm ngon hơn và giữ được độ ngọt tự nhiên của khoai tây. Anh Thành ơi, để em giúp anh cho vào lò vi sóng nha. Ừ, em giúp anh nha, bấm 5 phút. Nhưng mà trước hết thì để em nhắc lại bí quyết mà anh Thành vừa chia sẻ với quý vị khán giả đã. Quý vị ơi, chúng ta sẽ làm chín khoai tây bằng lò vi sóng sẽ giúp cho khoai tây chín nhanh và thơm ngon hơn. Dưa leo này mình sẽ cắt lát, lát mỏng. Hành tây này mình cũng cắt lát mỏng em ha. À, khoai tây được rồi anh Thành ơi, em mang ra nha. Ừ, em mang ra giùm anh. À, nóng hổi luôn. Hành tây và dưa leo này chúng ta sẽ ướp vào một chút muối để khoảng 5 phút. Tiếp theo là mình sẽ sắc cái thịt heo xông khói này. Chúng ta sẽ sắc nhỏ khoảng 1 cm. Bây giờ chúng ta cũng cho thịt heo xông khói này vào lò vi ba bấm 30 giây. Dạ rồi, em phụ anh. Trong thời gian đó mình xử lý cái khoai tây ha, mình sẽ cho vào bao, mình dùng chày mình đập nhỏ. Mình sẽ đập lúc mà khoai tây còn nóng luôn ha anh Thành? Đúng rồi, mình đập khoai tây còn nóng thì sẽ dễ hơn. Trước khi anh Thành đập khoai tây thì em nhắc lại với quý vị khán giả một bí quyết nho nhỏ với món ăn này đã. Quý vị ơi, chúng ta sẽ đập khoai tây khi còn nóng thì lúc đó sẽ đập khoai tây dễ dàng hơn. Đập nhỏ khoai tây khi ăn sẽ ngon hơn. Để em lấy thịt xông khói ra đã. Được rồi nè anh Thành. Sẽ cho khoai tây ra đây nè. Bây giờ chúng ta sẽ pha sốt. Chúng ta sẽ sử dụng 3 muỗng canh sốt mayonnaise Aji Mayo. Và đây là mù tạt vàng. Chúng ta sẽ xài một muỗng nhỏ thôi. Cho vào một chút muối. Chúng ta sẽ khuấy đều cái hỗn hợp sốt này lên. Rồi, phần của dưa leo và cà chua sau khi chúng ta đã ướp chút muối để khoảng 5 phút á, thì giờ chúng ta sẽ xả sạch và bắt ráo đi. Bây giờ chúng ta sẽ trộn khoai tây, dưa leo, hành tây và thịt heo xông khói với lại sốt. Chúng ta sẽ trộn đều, anh thấy không? Vừa có màu vàng của khoai tây nè, màu xanh của dưa leo và màu hồng đỏ của thịt ba chỉ, kết hợp với lại cái màu ngà của cái sốt mayonnaise mayo này, món ăn rất là bắt mắt. Đấy, coi như món ăn đã hoàn thành. Bây giờ anh sẽ trình bày ra nha. Dạ. Như vậy là món ăn đã hoàn thành rồi. Anh Thành ơi, đến lúc em so sánh cái sự khác nhau giữa salad khoai tây kiểu Nhật với những món salad thông thường rồi đó anh. Bây giờ đã thành phẩm rồi, em cứ tự nhiên dùng thử và cho biết cảm nhận nha. Dạ. Hành tây, thịt heo, có khoai tây, có dưa leo, đầy đủ hết.
Rồi em dùng thử một miếng nha. Dạ em cảm ơn anh Thành. Món ăn của mình nhìn hấp dẫn quá đúng không anh Thành? Em thử đi rồi cho anh biết cảm nhận nha. Anh Thành biết không, chỉ cần cho một muỗng salad vào miệng thôi thì đã có thể cảm nhận được vị thanh mát quen thuộc của các món ăn mang phong cách Nhật rồi. Quý vị khán giả biết không, món ăn này có vị béo mềm của khoai tây nè, rồi kết hợp thêm hương thơm của mayonnaise aji mayo. Bên cạnh đó thì còn có vị mặn mặn của thịt ba rọi xông khói và vị giòn mát của dưa leo nữa. Một sự kết hợp rất là tuyệt vời đó quý vị. Những cảm nhận của Đức Vinh cũng là yêu cầu thành phẩm của món ăn này. Chúc quý vị sẽ thành công và hài lòng với món salad khoai tây của Nhật. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã biết thêm một món salad rất là thanh mát cho mùa hè này. Và ngày mai sẽ còn một món ăn rất hấp dẫn nữa đang chờ đợi quý vị. Đừng bỏ qua chương trình Món Ngon Mỗi Ngày nha quý vị. Buffet mùa hè. Quý vị và các bạn thân mến, những người thực hiện chương trình Món Ngon Mỗi Ngày rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị, đặc biệt là những chia sẻ về ẩm thực. Còn bây giờ thì chương trình xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên hai cách để có thể liên lạc với chúng tôi nhé. Đó là gửi thư về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083-823-7557. Đầu bếp Văn Thành và Tuyết Vinh kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.